thân thế, nguyên nhân Bá Thiên làm giặc. Tuy mới gặp, ta nể Bá Thiên, một người chánh trực, nhưng rất tiếc ta phải đối đầu với người như vậy. Ngài kêu tụi tôi tới đây, ý ngài là muốn tụi tôi làm tay trong cho ngài chống lại ổng? Không được, tụi tôi không có làm. Ta biết anh sẽ nói như vậy, chàng trai trẻ. Ta cũng không muốn biến anh thành kẻ đòn sóc hai đầu. Trận này có thể anh bỏ mạng cùng Bá Thiên đó. Tôi sẵn sàng, tôi đâu có sợ đâu. Nghe hết đi, cứ vậy hoài. Người như anh, như Bá Thiên nữa, chết thì quá uổng phí. Sao không sống để cùng ta làm nên những điều mới mẻ? Ý ngài là ta sẽ bổ nhiệm hai anh với chức quan nhỏ dưới trướng của ta, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng. Nếu Bá Thiên chịu hợp tác, chúng ta sẽ có một nhóm đồng lòng, sẽ dễ đối trọng hơn với những quan triều đình do quan thượng thư cầm đầu, để giúp vua dẹp loạn thần phản tặc. Chuyện này, ta biết chuyện này anh không thể trả lời liền được. Về suy nghĩ đi, rồi sớm cho ta biết. Khâm Sai nói đúng, phải nghĩ xa. Cái thế của Bá Thiên là cái thế trứng chọi với đá. Mình phải biết dựa vô bên nào mạnh để mình phò, chứ không thôi là tiêu. Huynh đừng có nói như vậy, đệ không có muốn lựa chọn đâu. Nhưng mà lúc đầu đệ nói là đệ muốn làm giặc mà. Mấy huynh cũng đồng ý với đệ chứ bộ, làm giặc vui vui thế mồ luôn. Nghe nè, tụi mình chỉ là những cái thằng lang thang, làm mấy cái chuyện ba đá chọc phá thiên hạ cho vui thôi. Trời đất ơi, giang hồ cỏn con thiên hạ coi không ra cái gì hết. Thế thiên mới là giặc. Bây giờ mấy đệ nghĩ đi, tụi mình là những thằng lang thang mà tự nhiên được quan triều đình ra giá cho quan tước bổng lộc, phải chớp liền. Vậy chứ bây giờ hỏi đệ nè, đệ làm con nuôi của Bá Thiên đệ được cái gì? Ngoài cái hư danh thôi à. Hổng chừng sau này hả còn hứng tin độc giùm ổng nữa đó. Huynh đừng có nói, có nói vậy nha. Bá Thiên tốt với đệ lắm á. Phải, phải biết mình là ai chứ. Còn đệ á, chắc chắn là thằng ở đợ rồi. Không dám ở đợ đâu. Chủ soái nói hành đạo làm được nhiều việc chính nghĩa lắm chứ bộ. Cái đó là do đệ cho ổng ngọc hộ mạng, ổng nó theo ổng vuốt cho vui thôi. Tỉnh lại đi, thiên hạ gọi ba đứa mình là băng hành đạo chích, nghĩa là ăn cắp giặc đó. Không thấy sao? Huynh đừng có nói bậy. Đệ, bây giờ tới lúc đệ phải khôn ra rồi, hiểu chưa? Sống ở trên đời thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Đó, phải biết khôn ra, phải biết so đo tính toán, phải biết nghĩ cho mình, phải biết làm chuyện lớn, hiểu chưa? Sống trên đời khôn ra một chút đi. Để ông nói chuyện với hai huynh nữa. Nè huynh, thơm huynh. Thôi khỏi, cứ để chờ đợi hơn suy nghĩ đi.